Xin chào toàn thể các bác lại quay trở lại với kênh YouTube Điện Máy Ngọc Mai. Hôm nay thì bên trung tâm em sẽ lại có một chương trình xả kho giảm giá đặc biệt để hỗ trợ mùa Covid cho các bác nhà mình. Bác nào mà đang có nhu cầu quan tâm đến các sản phẩm nào thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm Điện Máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200, hoặc các bác chỉ cần để lại số điện thoại ngay dưới video này, em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác. Khi mà đặt hàng tại trung tâm Điện Máy Ngọc Mai thì các bác không cần phải đặt cọc, không cần phải chuyển khoản tiền trước, các bác cứ có địa chỉ, có số điện thoại là bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác. Trước khi nhận hàng thì các bác sẽ được kiểm tra hàng thoải mái, cho nên là các bác yên tâm. Thì hôm nay bên em sẽ có rất là nhiều những cái dòng sản phẩm hay và hữu ích để gửi tới các bác. Là một trung tâm điện máy thì bên em nhận ship code xỉ lẻ trên toàn quốc và tất cả các dòng sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề. Các bác mà quan tâm sản phẩm thì các bác nhớ là ấn đăng ký theo dõi kênh YouTube Điện Máy Ngọc Mai. Các bác đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để không bỏ lỡ bất kỳ một cái video nào của bên em. Mỗi một video sẽ là một dòng sản phẩm hay, những cái dòng sản phẩm hay và hữu ích để gửi tới toàn thể các bác. Có thể là ngày hôm nay các bác chưa có nhu cầu mua, nhưng mà đến một ngày nào đó các bác sẽ có nhu cầu mua về sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề mà các bác chưa biết tìm mua ở đâu. Các bác đăng ký kênh YouTube Điện Máy Ngọc Mai rồi thì các bác sẽ có thể là tham khảo được rất là nhiều những cái dòng sản phẩm hay và hữu ích các bác nhé. Thì hôm nay em sẽ chi tiết tới các bác nhà mình lần lượt từng mã sản phẩm, và khi mà em giới thiệu tới đâu thì em sẽ công bố giá tới đó luôn để cho các bác được cùng tham khảo nhé. Thì hôm nay một cái mẫu sản phẩm rất là tiện ích để gửi tới các bác nhà mình, đây là một chiếc máy tăng đô hớt tóc bằng pin này. Tăng đô hớt tóc bằng pin thì bên em có rất là nhiều mẫu để gửi tới các bác nhé. Hôm nay thì em sẽ tư vấn tới các bác nhà mình hai mẫu này, một mẫu Di Trang và mẫu Samsung. Cái mẫu này là mẫu Di Trang này các bác này. Mẫu Di Trang thì cái mức giá của nó rất là hợp lý. Với một chiếc mẫu bằng cắt bằng pin đấy, các bác sử dụng để cắt tóc cho cả người lớn và trẻ nhỏ nhá. Thì hôm nay với cái sản phẩm này em sẽ chi ân gửi tới tay cho các bác nhà mình với mức giá là 200.000 đồng miễn phí vận chuyển trên toàn quốc cho các bác. Đấy, những cái sản phẩm nào mà được bao phí ship là em sẽ báo luôn để cho các bác được cùng dễ quan sát và dễ lựa chọn mua nhá. Thì với cái sản phẩm này 200.000 các bác được bao phí ship. Đây là bộ tăng đơ hớt tóc bằng pin của Di Trang. Đấy, thì với cái sản phẩm này nó sẽ có nguyên bộ này. Đấy, nó sẽ có đầy đủ như này cho các bác nhá. Đấy, một tăng đô này, một luộc này, một lọ dầu nhá, một cái sạc này. Và đây nó sẽ có theo bốn cái cữ cho các bác. Đấy, thì với cái mẫu này các bác có một cái chổi quét nữa này. Đấy, thì cái mẫu này thì nó chỉ theo một quả pin thôi các bác nhá. Một quả pin là đã được lắp sẵn ở trong máy rồi. Pin thì là các bác pin sạc. Đấy, các bác hết pin các bác có thể sạc nhá. Đấy, thì máy thì chạy rất là êm luôn này các bác này. Đấy, cái này thì các bác sử dụng xài gia đình rất là ok. Đấy, các bác có thể tự cắt tóc cho nhau. Đấy, cắt cho cả người lớn và trẻ nhỏ đều rất là ok nhá. Mã này là 200.000 đồng này. Đấy, còn các bác mà muốn cao cấp hơn ý, thì các bác dùng sang cái Samsung này cho em. Với cái mã Samsung này á thì là các bác có thể là sử dụng để cắt tóc kinh doanh, các bác làm salon tóc nhá. Đây, thì cái mã này nó cái quả pin nó rất là khủng. Cái bộ này nó sẽ có đầy đủ như này này. Các bác có một máy này, vẫn có bốn cái cữ nhá, một lọ dầu nhá, cái củ sạc này, củ sạc rất là to luôn, một cái chổi quét. Và cái bộ này thì nó không có theo luộc này, nhưng mà cái quả pin của nó này, các bác nhìn cái quả pin của nó nhá. Quả pin nó to cực kỳ luôn. Đấy, quả pin nó được lắp ở dưới đuôi máy như này này. Bộ này các bác có hai pin luôn nhá, một pin trong máy và một pin dự phòng. Đấy, thì cái mã này thì cái mức giá của nó cao hơn một chút, nhưng mà so với cái chất lượng thì nó cực kỳ là ok và tuyệt vời luôn này. Chạy rất là êm luôn này các bác này. Đây, công tắc tắt mở này. Đấy, và cầm nó rất là đầm tay, thích tay cực kỳ nhá. Quả pin của nó quả pin khủng này. Đây, nó có hai quả pin, một pin là lắp trong máy đây rồi, các bác lắp ở dưới đuôi máy này nhá, và một pin dự phòng. Cái bộ này thì nó sẽ có hai pin. Đấy, thì với cái mã tăng đơ hớt tóc bằng pin này của Samsung nhá, cái này là tăng đơ của Samsung. Đấy, thì cái mã này em sẽ tri ân các bác với mức giá là 300.000 nhá, 300.000. Đấy, thì khi mà các bác đặt mua tăng đơ thì nó không có theo kéo. Bên em có cả kéo để phục vụ cho các bác này. Nếu như mà các bác lấy kéo, đây là kéo cắt nhá. Kéo cắt thì giá sẽ là 50.000 một chiếc này. Kéo cắt tóc này, kéo rất là nhỏ các bác nhá, nhỏ nhắn cực kỳ luôn. Đây là kéo cắt này, và đây là kéo tỉa này. Đấy, kéo tỉa nó sẽ có cái hình răng lược như này. Còn kéo cắt thì nó không có hình răng lược nhá. Đấy, nếu như mà các bác mà mua tăng đơ rồi các bác muốn đi chung thêm một hai cái kéo thì em tính sẽ là 50.000 trên một kéo. Đấy, 50.000 trên một kéo là em tính gọi là tính giá hỗ trợ cho các bác đấy.
50.000 một kéo đi chung với tăng đơ các bác được bao ship luôn. Còn nếu như mà bác làm mà không mua tăng đơ chỉ mua độc kéo không thì giá nó sẽ là 70.000 và chưa được bao ship nhá. Còn đi chung thì em tính sẽ là 50.000 và bao ship chung cùng với tăng đơ luôn. Đấy, hai mẫu tăng đơ cực kỳ là đẹp và chắc chắn để cho các bác được cùng tham khảo nhá. À, và tiếp theo đến một cái mã sản phẩm cực kỳ là tiện ích mà em sẽ chi tiết tới các bác này. Đây là hai bộ tăng đơ nhá. À, em xin lỗi, đây là hai bộ cạo râu. Đấy, các bác có tăng đơ rồi thì các bác có thể sở hữu thêm cho mình một bộ máy cạo râu nữa. Đây là cạo râu pin. Đấy, cái mã này thì là cái màu vàng nhá. Màu vàng có hình quả táo như này. Màu vàng sẽ có mức giá là 150.000 nhá. Đây các bác có nguyên bộ như này này. Một máy này, một sạc này, một lưỡi cạo này. Đấy, và một chổi quét râu nhá. Đấy thì cái mã quả táo này giá là 150.000 nhá. Các bác vừa cạo râu, tỉa tóc mai và soi gương được luôn. Đấy, cái mã này thì nó sẽ có gương soi ở đây này các bác này. Đấy, có gương soi nhá. Đấy, các bác sử dụng pin sạc. Đấy, sử dụng thì cứ mở lắp đậy này ra là bật. Đây có cả cái lưỡi cạo tỉa tóc mai này. Đấy, bật bên này lên là hoạt động này. Rất là ok nhá. Mã này là 150.000 này. Cao cấp hơn thì các bác xài sang cái mã này. Cái mã này là màu đen nhá. Mã màu đen này thì các bác vừa có thể dùng pin và cắm điện trực tiếp cũng được. Đấy, cái mã màu đen này sẽ là 180.000 này. Cái mã màu đen này thì nó sẽ có một máy này, một sạc này và một lưỡi cạo này. Bộ nào các bác cũng đều có một lưỡi cạo theo máy và một lưỡi cạo sơ cua nhá. Đấy, cái bộ màu đen này nhìn nó ok hơn này. Đấy, bộ màu đen thì sẽ là 180.000 thôi nhá. Đấy, một cái mức giá cực kỳ là hấp dẫn, ok cực kỳ luôn. Đấy, đây là bộ màu đen. Bộ màu đen sẽ là 180 nhá. Còn bộ màu vàng là 150. Để các bác mà quan tâm chọn cái bộ nào thì các bác để thông báo bên em. Thế hôm nay thì em còn một ít cái ổ cắm đúc này các bác này. Đây là ổ cắm đúc, ổ 3 lỗ cắm là có đèn báo led nhá. Và ổ 5 lỗ thì là không có đèn báo led. Nhưng mà ổ 5 lỗ nó sẽ có cả chân dẹt và chân tròn. Còn 3 lỗ thì chỉ có chân tròn thôi. Đấy, ổ cao su đúc, búa đập không vỡ này. Giá 45.000 một ổ nhá. Đồng giá nhau cho các bác và giá này là không được bao ship này. Đây là phích cắm đúc này, giá 20.000 này. Phích cắm với ổ cắm là các bác không được bao ship nhá. Các bác nào mà chốt 10 cái ổ cắm mới được bao ship. Hoặc là các bác muốn bao ship thì các bác có thể đi chung với những cái đơn hàng mà bao phí ship rồi nhá các bác nhá. Để hôm nay thì em về được một ít cái kéo cắt bonsai nhá các bác nhá. Đây là kéo cắt bonsai này. Đây, với cái mẫu kéo cắt bonsai này giá của nó sẽ là 100.000. Đây, em sẽ quay chi tiết thật gần cho các bác này. Khi mà các bác lưu ý này, các bác đặt hàng, các bác đặt đúng cái mã sản phẩm và giá tiền giúp cho em. Đây là kéo cắt bonsai các nhá. Kéo cắt bonsai này các bác đặt hàng, các bác nói rõ cho em là cái kéo giá 100.000 nhá. Đây, cái kéo này giá 100.000. Đấy, còn cái mẫu này này, cái mẫu này là kéo bonsai Nhật này. Đấy, cái này là kéo bonsai Nhật xịn nhá. Đấy, thì cái mẫu này sẽ là 150.000. Đây, cái mẫu này thì nó rất là xịn sò luôn này. Đấy, mẫu kéo hôm nay hai cái mẫu em giới thiệu các bác, mẫu nào cũng đều được tặng theo một cái lò xo dự phòng như này để lai mai các bác thể thay thế nhá. Đây, cái mẫu này là mẫu kéo Nhật đó. Các bác nhìn cái lò xo nó rất là to luôn này. Cái cán của nó nhá, cán cầm của nó là hợp kim và được thiết kế thêm một ít nhựa bên sườn này nữa. Thẩm mỹ rất là đẹp luôn. Ok cực kỳ luôn. Đấy, các bác nghe cái tiếng kêu của nó sồn sột như này. Đấy, rất là ok nhá. Cái này hàng Japan. Đấy, cái này là hàng kéo Nhật xịn nên là các bác xài thì cực kỳ là yên tâm. Đây, với cái mã này thì các bác mua ngoài thị trường thì không có cái mức giá mà 150.000 như ở bên shop em đâu. Đấy, 150.000 cái này là điện máy Ngọc Mai sẽ bao phí ship cho các bác hoàn toàn luôn nhá. 150.000. Đấy, chốt cái kéo này các bác nói là kéo bonsai Nhật nhá. Giá là 150.000. Còn cái này là kéo bonsai này, cái này không phải hàng Nhật thì nó là 100.000 nhá. Đấy, nói chung là mẫu nào thì các bác xài cũng đều rất là ok. Đấy, hôm nay em còn duy nhất một chiếc kéo cắt tôn này các bác này. Kéo cắt tôn này là giá là 100. Cái này là 150 nhá. Đấy, kéo cắt tôn là 150. Đấy, chất lượng cực kỳ luôn. Cái này là hàng Hatlen này, hàng Hatlen chính hãng thôi nhá. Hôm nay em về được một ít cái keo súng bắn keo lến này các bác này. Đây, cái súng bắn keo lến, cái mẫu này mẫu nhỏ nhá. Đấy, mẫu nhỏ này giá của nó sẽ là 80.000 này. Đấy, còn mẫu này to này. Mẫu này to thì sẽ giá sẽ là 100.000 nhá. Giá này các bác được bao ship luôn rồi đấy. Còn đây là kính hàn này các bác này. Đấy, để em sẽ chi tiết tới các bác cái mẫu kính hàn nhá. Đây là kính hàn. Kính hàn điện tử này sẽ là 150.000 này. Giá này em bao ship cho các bác tận nơi luôn rồi. Đấy, cái này về các bác chỉ cần lắp đặt lại như này thôi là các bác sử dụng được. Chỉ cần lắp hai cái gọng này vào, đơn giản lắm. Đấy, các bác cứ lắp hai cái gọng kính vào thôi là sử dụng được nhá. Đây, có một dây đeo luôn cho các bác này. Đấy, đây là kính hàn điện tử nhá. Đấy, về các bác lắp đặt lại. Đây, nó đang bị tuột ra rồi. Đấy,
Về các bác lắp đặt lại nhá. Nếu như mà bác nào mà hay sử dụng máy hàn thì các bác lên có cái sản phẩm này. Nó sẽ bảo vệ đôi mắt cho các bác là an toàn tuyệt đối 100% luôn. Đấy, kính hàn điện tử sẽ là giá sẽ là 150.000 nhá. Còn các bác mà cẩn thận hơn thì các bác có thể là sử dụng sang mũ hàn nhé. Bên em có cả mũ hàn các bác. Đấy, mũ hàn thì nó sẽ bảo vệ cho các bác từ đôi mắt cho đến da mặt. Đây là cái mẫu mũ hàn này, bên trong mỗi một hộp này nó sẽ có hai chiếc mũ hàn. Đấy, đây là mũ hàn điện tử thì giá sẽ là 350.000 nhé. Đây, cực kỳ là đẹp và ok cực kỳ luôn nhá. Đấy, các bác sử dụng sẽ an toàn tuyệt đối 100% cho các bác. Đây là mũ hàn này các bác này, mũ hàn điện tử này, giá sẽ là 350.000 nhé. Và các bác lưu ý là cái mũ hàn này là bên em sẽ bao phí ship hoàn toàn cho các bác. Đây, mỗi một mũ nó sẽ kèm theo một cái này nữa. Đây, nó sẽ có nguyên bộ như này các bác nhé. Về các bác lắp đặt lại là các bác sử dụng ok nhá. 350.000 nhá, mũ hàn điện tử này. Giá này là các bác được bao phí ship luôn rồi. Một cái mức giá cực kỳ là hời và hấp dẫn cho các bác luôn. Đấy, hôm nay em có một ít cái bàn chải đánh răng này các bác này. À, đây là bàn chải đánh răng của Hàn Quốc nhá. Cái hộp này nó sẽ có 30 chiếc bàn chải trong này. Đấy, cái bàn chải đánh răng các bác có thể xài cho cả người lớn và trẻ nhỏ luôn. Đấy, số lượng là còn rất là ít. Nên là bác nào mà đang quan tâm thì các bác nhanh tay cho em này. Đấy, với cái bàn chải này nhá. Cái lông bàn chải nó mềm mịn cực kỳ luôn các bác ạ. Đấy, rất là ok. Và các bác mua ngoài thị trường này. Đấy, giá niêm yết này các bác nhìn thấy chưa? Đấy, giá niêm yết đây. Nhưng mà hôm nay thì bên em còn mấy hộp nữa lên này em sẽ thanh lý cho các bác với mức giá là 180.000 một cái hộp này nhá. Cái hộp này nó sẽ có 30 chiếc bàn chải trong này. Đấy, các bác dùng cho người lớn trẻ nhỏ vô tư. Đấy, chỉ cần sở hữu một cái hộp bàn chải này thôi nhưng mà các bác xài cho cả gia đình mình trong vòng vài năm luôn. Đấy, giá chỉ có 180.000 thôi, một cái mức giá cực kỳ là hấp dẫn cho các bác luôn. Đấy, còn hôm nay thì em sẽ chi tiết tới các bác một số các sản phẩm máy cắt cầm tay nhá. Đây là máy cắt của Hyundai này các bác này. Máy cắt của Hyundai thì cái mẫu này là được rất là nhiều các bác quan tâm luôn. Cái này thì nó hàng công suất cực đại nhá. 980W này, máy một tấc và 100% là hàng dây đồng các bác nhá. Chỗ than bên ngoài như này, đầu hộp kim nhôm này và bên dưới sẽ là sử dụng là công tắc gạt đuôi. Đấy, thì cái mã Hyundai này này, cái mã Hyundai này thì hôm nay em sẽ chia cho các bác. Nói chung là nó stock kho còn có mấy cái thôi. Giá cực kỳ là hợp lý nhá. 370.000 cho cái mã sản phẩm này. Giá là các bác được bao phí ship hoàn toàn luôn. Đấy, riêng về máy cắt Hyundai thì nó không có thiết kế tay cầm. Đấy, trong này nó sẽ có nguyên bộ nhá. Hyundai là không có tay cầm nhá các bác nhá. Đấy, nó chỉ có một cái ốp bảo vệ này và một cái tay mở lưỡi như này. Đấy, thì máy cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Cái mã này thì em chiên các bác là gọi là thanh lý nhá, thanh lý. Thanh lý giá rẻ cho các bác luôn với mức giá là 370.000. Đấy, nguyên bộ sản phẩm em giới thiệu đây và em sẽ tặng kèm thêm cho mỗi bác là một chiếc lưỡi cắt gạch trị giá 50.000 như này nhé. Đây là về máy cắt của Hyundai. Đấy, còn cái hàng nó giá nó cao hơn một chút thì các bác xài sang cái đây nhá, xài sang cái tem mắc này cho em này. Đấy, cái tem mắc này. Tem mắc thì là chỗ than ở bên trong nhưng mà nó sẽ có một cái có hai cái lớp cái ốp nhựa bên sườn này này. Thì thoảng các bác có thể tháo ra vệ sinh máy được nhá. Đấy, con này thì công suất của nó 950W và vòng tua là 11.000 vòng trên 1 phút. Đây là máy tem mắc là màu xanh này. Tem mắc chuôi ngắn nhá. Còn đây là Saikyo này. Saikyo màu đỏ này. Tất cả đều là công tắc gạt đuôi hết. Đấy, máy cắt cầm tay mà các bác xài công tắc gạt đuôi nó sẽ thực sự là rất là bền luôn. Đấy, thì cái con này là Saikyo chuôi ngắn nhá. Saikyo thì cái chuột thang của nó sẽ ở bên ngoài như này. Và công suất là cực đại nhá. 950W, vòng tua là 11.000 vòng trên 1 phút. Đấy, thì với Saikyo này, Saikyo chuôi ngắn này, hoặc là T-Max chuôi ngắn này, thì cái bộ này nó sẽ có đầy đủ phụ kiện luôn. Đây là cái phụ kiện này. Riêng về Saikyo và T-Max thì là các bác có tay cầm nhá. Đấy, cái này nó có thiết kế tay cầm, có bảo vệ này, và một cái mở lưỡi như này. Đấy, nguyên bộ đầy đủ như vậy. Và em sẽ tặng cho các bác thêm là một cái lưỡi cắt gạch trị giá 50.000. Nguyên bộ sản phẩm thì nó không có theo lưỡi cắt đâu. Nhưng mà em sẽ tặng tri ân cho các bác một cái sản phẩm này để gọi là hỗ trợ mùa Covid cho các bác. Đấy, cái lưỡi cắt gạch này của em trị giá là 50.000. Em sẽ tặng cho các bác khi mà các bác có nhu cầu chốt máy cắt cầm tay sử dụng điện trực tiếp 220 nhá. Đấy, thì hôm nay em sẽ tư vấn tới các bác một cái sản phẩm này nữa. Em còn 2-3 cái thân máy cắt tay nhá. Thân máy của Daiwatt. Đấy, còn đây là máy bu lông của Hitachi này các bác này. Bu lông của Hitachi nhá. Cái mã này em còn mấy bộ nữa thôi. Em sẽ thanh lý rẻ cho các bác này. Đây là cái hộp đựng máy nhá. Đấy, bu lông Hitachi thì nó sẽ có nguyên bộ như này này. Các bác có một thân máy 2 pin với cả một sạc. Đấy, đây, một thân máy 2 pin nhá, một sạc.
sạc của nó sẽ là sạc đế như thế này nhá. Và đi theo máy là nó có một cái dây đeo này, một cái khẩu 22 như này nhá. Cái này là cái máy bu lông của Hitachi. Quả pin này nó đang bị hết pin rồi. Đấy, cái này thì các bác sử dụng để bắn mở bu lông này, ốc vít này, bắn tôn, bắn vít thoải mái nhá. Đấy thì cái sản phẩm này em còn số lượng rất là ít nữa thôi, nên là em sẽ thanh lý xả kho cho các bác. Giá là 750.000 một bộ nhá. Đấy vì là xả kho giá quá là bèo rồi, nên là em sẽ không tặng thêm một cái phụ kiện gì cho cái mã sản phẩm này nữa đâu. Giá 750.000 bao ship là các bác sẽ có nguyên một bộ đầy đủ, một thân máy, hai pin và một sạc, một khẩu mở bu lông 22, một dây đeo hộp đựng. Đấy con này thì thân máy của nó sẽ là động cơ từ không chổi than nhá. Và điều chỉnh được hai nút tốc độ và có cái chế độ tự ngắt cho các bác luôn, để khi bị khi bắn ốc nó tránh bị đứt ốc này. Đấy, đây đảo chiều đây có chế độ tự ngắt này. Ok cực kỳ luôn nhá. Đấy. Thì với cái mã sản phẩm này hôm nay em sẽ thanh lý cho các bác giá là 750.000 nhá. Đây là bu lông của Hitachi. Đấy, khi mà các bác có những cái con máy, chẳng hạn như các bác có những con máy bu lông mà pin 10 xe chân pin phổ thông như này rồi, các bác có thể mua thêm một cái thân máy cắt nhá. Đây là thân máy cắt của Daiwat này. Thân này thì sẽ là thân máy cắt một tấc này và chân pin phổ thông như này. Đấy, các bác mà có những cái quả pin 10 xe như này rồi nhá, như cái quả pin của con Hitachi này này, em sẽ cho nó chạy thử cái con máy cắt pin Daiwat này cho các bác cùng tham khảo nhá. Đấy, cái máy thân máy Daiwat này thì các bác sử dụng công tắc bóp này. Điều tốt được rồi. Các bác điều chỉnh được 3 lít tốc độ nhá. Cái này thì em bị thất lạc pin sạc rồi, nên là em sẽ thanh lý cho các bác, nó chỉ có 1-2 cái thôi. Cái này nó thất lạc hết rồi, nên là ốp bảo vệ tay cầm tay mở là không có đâu nhá. Khi mà các bác đặt mua thân máy thì nó chỉ có thân máy như này thôi, có hai cái ốp đợi lưỡi như này cho các bác luôn này. Đấy thì cái thân máy này em sẽ thanh lý cho các bác giá là 450.000 nhá. Đây là thân máy động cơ từ không chổi than. Đấy, các bác sử dụng pin chân pin phổ thông, pin 10 xe hoặc 15 xe đều được nhá. Giá 450.000 một thân. Đấy, còn đây là máy bu lông của Daiwat này các bác này. Bu lông của Daiwat XR nhá. Cái mã này thì rất là đẹp luôn. Đấy, hôm nay cái mã này em sẽ thanh lý cho các bác này. Cái hộp đựng máy của nó rất là khủng nhá. Đây là cái hộp đựng máy của cái con bu lông Daiwat XR này. Đây cái hộp màu vàng rất là to đẹp như này. Bên trong đây nhá, nó sẽ có nguyên bộ này. Đấy, đây nó sẽ có nguyên bộ như này. Một thân máy này, hai pin với cả một sạc nhá. Con này thì quả pin của nó là pin ba cạnh như này. Đấy, rất là khỏe ạ. Một máy này, hai pin này. Đấy, một pin trong máy pin dự phòng này. Sạc đây nhá. Sạc bàn như này. Một khẩu 22 này, một dây đeo này. Đấy, hôm nay cái mã này em tri ân các bác, giá 1.150.000 một bộ. Đây là bu lông Daiwat XR. Khi mà các bác chốt đơn, các bác gọi cho em là bu lông Daiwat XR nhá. Đấy, Daiwat 2021. Rất là khỏe luôn. Nói chung là chức năng nó cũng giống như Hitachi nhá. Nhưng con này nó khỏe hơn con Hitachi nhỉ. Giá là 1.150.000 nhá. Bu lông Daiwat. Đấy, rất là ok. Chạy khỏe cực kỳ luôn này các bác này. Cái này nó là đầu bu lông 1/2 nhá. Các bác sẽ lắp được khẩu 1/2 và có lỗ lục ra ở giữa để cho các bác thể là bắn tôn, bắn vít và vô tư. Nói chung là một con máy có thể gọi là con máy đa năng. Bác làm việc gì cũng đều rất là ok luôn. Đấy, còn đây là cái con máy của Hukan này các bác này. Đây là Hukan pin 5 cell nhá. Hukan pin 5 cell thì nó sẽ có đầy đủ phụ kiện này, từ vỏ hộp này. Đấy, theo một cái bộ phụ kiện là hơn 20 món như này nhá. Có phiếu bảo hành chính hãng công ty này. Sạc là xã Butter nhá. Có hai quả pin này. Đấy, pin 5 cell. Cái này pin 5 cell 21V nhá. Một máy hai pin với cả một sạc này. Cái máy Hukan 5 cell này thì em nhấn mạnh cho các bác là thân máy là chạy động cơ từ nhá, chạy động cơ từ không chổi than. Đấy, và đầu máy của nó sẽ là đầu Autolock 10 ly. Các bác xài cực kỳ là ok. Cái này máy hai chức năng này và điều chỉnh được 23 cấp độ trượt. Hukan 5 cell hôm nay em sẽ chi ân các bác giá là 800.000 một bộ nhá. 800.000 đồng. Miễn phí vận chuyển hoàn toàn cho các bác. Đấy, còn các bác muốn giá hợp lý hơn thì các bác có thể xài sang cái con máy bot này cho em này. Đây là bot 10 ly nhá. Bot 10 ly con này có 3 chức năng luôn. Đấy, chức năng bắn vít này, khoan này, búa này. Điều chỉnh được 25 cấp độ trượt. Con này thì thân máy của nó chạy động cơ có chổi than nhá. Pin 5 cell như này. Đấy, bu lơ cái bot này, bot đấy model là 36V này. Đấy, bot 36V. Cái này nó sẽ có nguyên bộ như này này. Đây là nguyên hộp rồi nhá. Đấy, các bác có một cái bộ sản phẩm phụ kiện là hơn 20 chi tiết này đi theo. Đấy, bên trong này nó sẽ có một thân máy này, hai pin với cả một sạc. Đây, một thân máy này, hai pin này,
Đấy, đây pin dự phòng đây. Có cả cái móc treo máy này nhá. Xả adapter này. Đấy, con này nó sẽ có nguyên bộ như này nhá. Hôm nay thì em sẽ tri ân cái mã này cho các bác với mức giá là 520.000 nhá. 520.000 đồng miễn phí ship cho các bác luôn. Đấy, các bác điều chỉnh được 3 chế độ đây. Đấy, bắn vít này, hoa này, búa này. Cái này các bác xài gia đình thì tuyệt vời mặt trời luôn. Đấy, hoặc các bác thợ làm nghề. Nói chung là xài rất là ok nhá. Đấy, thì hôm nay các bác nào muốn cái mức giá hợp lý hơn thì các bác xài sang cái Hitachi này nhá. Đây là Hitachi 12V này các bác này. Hitachi 12V thì là pin tròn nhỏ gọn như này. Đấy, con này thì nó sạc của nó sạc adapter nhá. Nguyên bộ sản phẩm này có một thân máy với hai quả pin, một sạc. Pin 12V, pin tròn, pin tam giác như này. Đấy, cái mã này thì em cho bác giá 350.000 nhá. Con này hai chức năng này. Các bác điều chỉnh được 25 cấp chuột này. Đầu máy là đầu 10 ly nhá. Đầu 10 ly tự siết này, có đảo chiều và nút chỉnh nhanh chậm như này cho em. Giá 350.000 nhá. Mã này giá là 350.000. Giá này được bao phí ship hoàn toàn cho các bác. Đấy, còn đây là máy mài khuôn này các bác này. Mài khuôn bò xa này. Con này công suất của nó sẽ là 400W nhá. Đầu kẹp 10 này, giá 380.000. Các bác điều chỉnh được 6 nút tốc độ đây nhá. Đấy, máy mài khuôn bò xa giá 380.000, bao phí vận chuyển trên toàn quốc cho các bác. Đấy, còn đây là cái kìm hàn này. Kìm hàn này, một cái mẫu kìm hàn cực kỳ là chất lụa nhá, được rất là nhiều các bác khách hàng quan tâm. Đấy, cái mã kìm này thì em sẽ tri ân các bác giá 30.000 một kìm nhá. Giá này là chưa được bao ship. Đấy, các bác có thể là ghép chung. Đấy, có một số những cái sản phẩm tri ân thì các bác có thể ghép chung với đơn hàng bao ship để không thêm mất thêm phí ship nhá. Đấy, kìm hàn là 30.000 này. Kìm hàn là 30.000 là chưa bao ship đâu các bác nhá. Đấy, còn đây là cái chai xịt keo này các bác này. Đấy, chai xịt keo đây. Cái này thì các bác sử dụng để xịt keo ở nhựa này. Các bác hình dung là những cái tủ lạnh máy giặt mà nó bị bục keo, bị bục cái tem ra, nó còn dính cái keo đấy, nó rất là khó rửa. Các bác chỉ cần có một ít cái chai xịt keo này, các bác để xịt sạch bề mặt chỉ sau ngay trong một lốt nhạc thôi. Đặc biệt là những bác làm có xe hơi ấy. Đấy, các bác có xe hơi dùng để vệ sinh xe rất là tốt nhá. Giá là 85.000 nhá. 85.000 một chai, chưa có bao ship. Mà thôi em chia các bác giá 80.000 luôn đi. 80.000 một chai nhá, chưa có bao ship. Đấy, còn hôm nay thì em còn một ít cái quả loại lọc nước này các bác này. Đây là quả lọc nước số 1 này. Đây là quả số 2 này. Đây là quả số 3 nhá. Đấy, 3 quả lọc nước như này nhá. Loại lọc nước đa năng này, một bộ 3 quả như này. Giá sẽ là 100.000 nhá. Còn đây là quả số 4 này. Quả số 4 thì là quả dầu ô như này nhá. Giá là 200.000. Nếu như mà các bác đi chung một bộ 4 quả luôn thì em trừ cho các bác 2.000 phí ship, là giá là 280 là có bộ 4 quả nhá. Còn các bác mà lấy bộ 3 quả thì sẽ là 100.000. Còn lấy riêng một quả số 4 thôi là 200.000. Đi chung 4 quả như này giá chỉ còn có 280.000 thôi. Một cái mức giá cực kỳ là hấp dẫn cho các bác luôn. Đấy, hôm nay em sẽ chi tiết các bác cái mẫu ống nhòm này. Cái ống nhòm màu xanh này, rất là đẹp luôn, màu xanh lính nhá. Đấy, nó sẽ có một cái túi đựng như này này. Các bác có một cái túi đựng rất là dày dặn, đẹp cực kỳ luôn. Phía bên trong này đây, các bác có một cái dây đeo ống nhòm này. Và cái miếng vải để lau bóng kính nhá, lau mặt kính ấy. Đấy, nó sẽ có cái dây đeo này cho các bác này. Bác nào mà hay đi tham quan du lịch, thích khám phá thì các bác sở hữu cái sản phẩm này cho em. Một chiếc ống nhòm cực kỳ là đẹp và chắc chắn. Đây, nó sẽ có cái che mặt kính ở đây. Mặt trước, mặt sau đều có nhá. Đây, bên mặt trước này cũng có luôn này các bác này. Đẹp cực kỳ luôn nhá. Đấy, đây là ống nhòm, giá là 750.000 nhá. Cái này thì bác nào mà thích khám phá này thì các bác thể sử dụng cái này. Đây, em sẽ quay chi tiết thật gần để cho các bác thể quan sát kỹ về cái mẫu sản phẩm này cho em. Giá là 750.000 nhá. Một cái mức giá cực kỳ là hấp dẫn để gửi tới toàn thể các bác luôn. Đấy, ống nhòm này, màu xanh nính nhá, nó có màu xanh và màu đen. Em nên chi tiết các bác màu xanh nính này. Giá là 750.000 một cái. Còn đây là máy sấy tóc nha các bác nhá. Máy sấy tóc công suất là 5.000W. Đấy, với cái mẫu này các bác sử dụng nó sẽ có hai công tắc. Đây, bên trong này nó có nguyên bộ như này luôn này. Đây, rất là ok nhá. Có hai công tắc luôn này các bác này. Công suất là 5.000W. Đấy, nhìn nó cực kỳ là đẹp và chắc chắn, khi mà cầm lên làm rất là thích tay luôn. Đấy các bác, cái này các bác xài salon tóc rất là ok. Giá 200.000 nhá. Đấy, gọi là giá, gọi là xả kho cho các bác. Đấy, một cái mức giá rất là hấp dẫn luôn. 200.000 đồng cho cái máy sấy tóc công suất 5.000W. Cực kỳ là khỏe mạnh, cực kỳ luôn các bác nhá.
Hôm nay thì em cũng đã giới thiệu và chi tiết tới các bác nhà mình rất là nhiều các dòng sản phẩm hay và hữu ích. Để bác nào mà đang có nhu cầu quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp tới bên em. Để tiếp theo, đây là một cái máy bắt ruồi rất là tiện ích này. Gia đình bác nào mà có nhiều ruồi thì các bác sở hữu cái sản phẩm này cho em nhé. 170.000 đồng thôi. Đấy, cái này thì các bác về các bác cắm điện trực tiếp 220 vào đây. Khi mà cắm điện thì cái này nó sẽ quay tròn này. Những cái khe này các bác để đồ ăn vào đây nhá. Thì nó sẽ bẫy những con ruồi khi mà vào đây ăn đồ ăn, cái này nó sẽ quay tròn, nó sẽ bắt những con ruồi đó lại và nó cho thả xuống đây này. Đấy, các bác sẽ bắt được rất là nhiều ruồi với cái sản phẩm này. Giá là 170.000 nhá. Máy bắt ruồi thông minh này, 170.000 này. Còn đây là ấm siêu tốc Thái Lan này các bác này. Đấy, ấm siêu tốc Thái Lan các bác sẽ đun được 2,5 lít nước, tối đa là 2,5 lít nước trên một lần. Đấy, thì với cái sản phẩm này hôm nay em sẽ chia cho các bác luôn này. Giá là 170.000 nhá. Nó sẽ có nhiều màu, màu đỏ, màu xanh, màu hồng, màu vàng. Nói chung là khi mà các bác mua thì em sẽ lựa màu bất kỳ nhá. Đấy, nói chung là màu thì không có chọn, vì mỗi đợt nó một màu. Đấy, đây, mỗi một siêu thì nó sẽ có một đế như này luôn cho các bác này. Đấy, đẹp cực kỳ luôn. Đây là siêu tốc Thái Lan. Đấy, thì bên trong này cái lõi của nó sẽ là inox 304. Các bác xài cực kỳ là bền nhá. Công tắc tắt mở này. Đấy, ấm siêu tốc Thái Lan hôm nay sẽ chiên các bác giá là 170.000 nhá. Giá bao phí ship hoàn toàn cho các bác. Các bác đun được 2,5 lít nước cho một lần. Đấy, rất là tiện ích, cực kỳ là tiện ích luôn. Đấy, hôm nay thì rất là nhiều các sản phẩm hay hữu ích là được giới thiệu tới các bác rồi. Bác nào mà quan tâm thì liên hệ em nhé. Và em cũng xin được kết thúc tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào một cái buổi video lần sau.